ngưỡng bái bạch chư tôn thiện đức. Chúng con thường nghe như vậy. Thuở xưa khi Đức Phật còn tại thế, cứ mỗi lần mưa pháp của Ngài rơi xuống là mỗi lần chúng sinh thoát khỏi đường mê để tìm về bến bờ giải thoát. Chúng con không có được cái cơ duyên sinh trưởng vào thời Đức Phật còn tại thế để được nghe giáo pháp cao siêu của Ngài. Giờ đây quý Ngài là bậc trưởng tử của Như Lai, quý Ngài đang tiếp nối và truyền thừa dòng giáo lý cao siêu đó. Buổi cơm chay cây quỷ ngày hôm nay, chúng con phát tâm cúng dường để xây dựng một ngôi chùa là để xưởng duyên giáo pháp của Đức Như Lai. Giờ đây chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chơn Lễ đại diện chư tôn thiền đức ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ để cho hàng Phật tử chúng con được thấm nhuần giáo pháp cúng dường bố thí của Đức Thế Tôn. Chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư liệt vị thiện nam tín nữ Phật tử. Thật là hôm nay bản thân chúng tôi có cái duyên lành đến đây được thầy trụ trì ở chùa Tường Vân mời đến để mà dự buổi tiệc chay này. Lời đầu tiên xin quý vị hoan hỷ cho bản thân của tôi là đang bệnh. Thứ hai nữa là nãy giờ là đi đám ma mới về. Một người mà có nhân duyên, họ đã mời tôi đến để hộ niệm chiều hôm nay. Trong cái tư tưởng của tôi mà đến dự tiệc chay hôm nay á, là nó rất trống rộng vậy đó. Bây giờ thì gặp thầy Tâm Hỷ, thầy Bác Cóc Bỏ Gì ạ, cho nên không biết nói cái gì đây. Xin thưa quý vị, với cái ngôi chùa Tường Vân cách đây không xa lắm, tôi có cái duyên lên trên Boston và đã đến thăm ngôi chùa Tường Vân này. Sợ gì ngôi chùa Tường Vân? Nó có trong cái tư tưởng của tôi là vì Đức Đệ Nhất Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Ngài là người đầu tiên được giáo hội cung thịnh lên làm vị tăng thống thứ nhất trong thời trước năm 75. Qua quá trình diễn biến của đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và Phật giáo nói riêng, nó rất là nhiêu khê, nhất là hàng tăng lữ và chùa chiền trong thời bấy giờ. Chính vì những cái nghiệt ngã đó mà làm cho chúng tôi nhìn thấy ngôi chùa Tường Vân là nhớ lại tất cả những cái diễn biến ngày xưa. Kính thưa quý vị, Phật Pháp vô cùng nhiều màu. Không ngờ rằng trong môn đồ Pháp quyến của ngôi chùa Tường Vân ở tại Huế lại có hàng đệ tử của Ngài đi ra xứ ngoài này và đã dày công tạo lập nên ngôi chùa Tường Vân này. Nói dài dòng cũng không qua là nãy giờ quý vị đã nhìn trên cái hai cái màn ảnh này, nhìn thấy là thầy Tâm Hỷ đã dày công tạo mại cái cơ sở này đang xây dựng với cái số tiền rất là khiêm nhường. Quý Phật tử đã cúng dường là 100.000 đồng theo thầy kể lại. Cái công trình xây dựng trên 400.000. Thì thưa quý vị,
ngôi chùa xây dựng một vị thầy hoặc là một sư cô đứng ra để xây dựng chùa với một tấm nguyện để hoằng pháp độ sinh, lời lạc cho chúng sinh. Với cái tấm nguyện đó, với cái hành tràng đó là chỉ mang cái sứ giả của Như Lai để làm nên Phật sự. Còn về vật chất á, thì chắc chắn phải nhờ vào những bàn tay của chư thiện nam tín nữ Phật tử. Tất cả các chùa, các tiểu bang, thậm chí các quốc gia khác đã từng về đây tại Houston này để xin tổ chức tiệc chay gây quỷ, mục đích là tạo mại và xây dựng ngôi chùa. Tại sao vậy thưa quý vị? Theo chúng tôi được biết là hàng tuần ở tại Houston này, không hội đoàn này thì chùa kia, chùa nọ đều là xin tổ chức, đã, đang và sẽ tổ chức tiệc chay gây quỷ. Số người cư trú tại Houston này cũng chỉ là bao nhiêu đó mà thôi. Thế nhưng mà tại làm sao mỗi lần các thầy, các cô về đây tổ chức tiệc chay gây quỷ đều được sự hoan hỷ để ra về? Đó là nhờ vào cái tấm lòng gọi là tấm lòng vàng của quý Phật tử nơi đây. Không quản ngại vì hoàn cảnh khó khăn, vì gia đình giới hạn về vật chất, thế nhưng một cái tấm lòng rất là rộng rãi bao la, nghe đến xây dựng chùa, tạo mại niệm Phật đường, làm những việc tư thiện, tất cả mọi người đều hoan nghênh và tán thán, dốc cả lòng, dốc cả sức, dốc cả vật chất ra để mà cúng dường và ủng hộ. Chính vì vậy mà hôm nay lại một lần nữa thầy Tâm Hỷ ở trên Massachusetts, Boston đã lặn lội về nơi đây để nương nhờ vào cái tấm lòng vàng của quý Phật tử nơi đây. Không nói nhiều để mất thời gian của quý vị, chúng tôi lại một lần nữa xin cất tiếng kêu gọi quý vị xin được hoan hỷ và tùy hỷ theo như lời thầy trụ trì để ủng hộ vào cái ngôi chánh điện đang dở dang, chùa Tường Vân ở tại Massachusetts này. Nguyện cầu cho buổi tiệc chay gây quỷ hôm nay được cái tâm lòng hảo tâm của quý vị ủng hộ cúng dường, làm sao để cho thầy trụ trì của ngôi chùa Tường Vân này về để mà hội đủ nhân duyên để mà trang trải, để tiếp tục hành trình cái ngôi tam bảo này một cách là hoàn thiện hoàn mãn. Như thầy Tâm Hỷ khi nãy có thưa về quý vị đó, thầy chỉ mong được là cái tấm lòng vàng của quý vị chiếu cố đến thầy nói riêng, chiếu cố đến ngôi chùa Tường Vân nói chung, chỉ được mong được tấm vàng quý vị để giúp đỡ cho ngôi chùa này. Cái vấn đề là với một cái thanh tịnh tịnh tài, nghĩa là một cái tâm thanh tịnh để mà khởi tâm cúng dường, dù bao nhiêu đó mà với một tâm thanh tịnh thì đạo tràng sẽ được hoàn thiện hoàn mãn. Không phải là vì cái sự là nhiều hay là ít, mà với một cái tâm mà đắn đo, lo lắng, ưu tư, suy nghĩ thì điều đó chắc chắn rằng có nhận được bao nhiêu tiền đến nữa thì cũng là khó mà được cái phước đức. Giống như câu chuyện mà vừa rồi anh MC vừa kể đó, kể một em bé 13 tuổi đó, thì cái công đức mà bổ thí cúng dường á, với một tâm thành thì dù bao nhiêu đến nữa thì cái Phật sự đó sẽ thành tựu viên mãn, và người bổ thí cúng dường đó cũng được công đức trọn vẹn. Còn ngược lại, của tiền dư dật mà không phải là bản thân của mình, không phải một cái tâm nguyện của mình, thì cái vật chất đó cũng chỉ là không trở lại hoàng không mà thôi, thưa quý vị. Khi nãy thầy Tâm Hỷ thầy có kể qua sơ là một người ăn xin cúng dường Đức Phật một cái chai dầu đốt đèn cúng dường Phật, cũng xin mạo muội để chị để mà triển khai cái câu chuyện đó ra.
Câu chuyện này cũng tương đương với câu chuyện của là anh MC này vừa kể. Có một bà cụ già, bà đi ăn xin. Thì thưa quý vị, người đi ăn xin quý vị biết rồi, không có nhà cửa, không có nơi ăn chỗ ở, chỉ là xin được đồng nào thì sống được đồng đó. Nhưng mà hôm đó thấy là vua A Xà Thế đem từng xe vật chất để lên cúng dường Đức Phật, cúng dường cho Đại Tăng. Bà ăn xin này nhìn thấy như vậy, ở bên vệ đường nhìn thấy như vậy, mới ghé vào một cái quán để hỏi, không biết xe, đoàn xe của ai mà đi nhiều như thế này, và họ đi đâu như vậy. Thì cái bà chủ quán này, bà mình nói là đây là đoàn xe tùy tùng của ngài vua, vị vua A Xà Thế đem vật chất, dầu, đèn, nén, thức ăn lên cúng dưỡng Đức Phật và Chư Tăng. Thì bà ăn xin này, bà không có tiền, bà chỉ xin được ba hào bạc trong thời bấy giờ. Thay vì ba hào bạc đó là cả một gia tài sự nghiệp của bà, và ba hào bạc đó sẽ nuôi sống bà bằng cách là bà đem ra, bà mua chác, bà đổi lấy những vật chất để bà sinh sống trong ngày đó. Thế nhưng vì nghe sự cúng dường Đức Phật như vậy, bà sinh tâm hoan hỷ và không biết lấy cái gì để mà cúng dường. Bây giờ bà mới vào trong cái quán kia, bà mới mua ba hào dầu để đổ vào một vịt dầu, vịt đèn để mà đốt cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thưa quý vị, ba hào bạc của bà ta không đủ cho cái số tiền mà mua cho đầy đủ một vịt dầu để mà cúng dường trong cái vịt dầu đó. Chính vì vậy mà bà chủ quán, bà mới xin biểu tặng thêm hai hào nữa cho đủ năm hào để đầy một vịt dầu. Khi bà nhận được một vịt dầu đó vào châm vào một cái đèn để cúng dường Phật, bà đem lên cúng dường Đức Phật. Và bà nguyện như thế này: kiếp này con làm thân người rất là khổ sở vô vàn, cơm không có ăn, áo không có mặc, nhà không có ở, nóng lành can thường ở ngoài trời ngoài đất như vậy đó, màn trời chiếu đất. Hôm nay thấy đoàn tùy tùng của vua A Xà Thế cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường Chư Tăng hằng hà chiếc xe như thế này về vật chất, con không có tiền, con xin cúng dường một vịt dầu để đốt lên cái ánh sáng này để cúng dâng Đức Phật và Chư Tăng, nguyện cầu Đức Phật Chư Tăng tiếp nhận sự cúng dường này, soi sáng cho bản thân chúng con được an lạc tự tại. Riêng bản thân của con xin nguyện khi bỏ thân này thì được sanh về cõi Phật, không còn làm người chúng sinh khổ sợ giữa cõi ta bà này nữa. Lời nguyện với tấm lòng thành đã được Đức Phật thọ ký bằng cách là tất cả các vị dầu của vua A Xà Thế đốt lên từ đầu hôm cho đến sáng, thì vị dầu nào cũng khô dầu và tắt đèn hay cả, duy chỉ còn một vị dầu của bà ăn xin đó là mãi mãi sáng. Đệ tử của Đức Phật lên cái vị mà bao sải nhang đăng đó, tức nhiên là cái vị mà sáng ngày á, là lên tắt đèn và bao sải quét dọn sạch sẽ trong chùa. Thì vì nó lên thấy là cái đèn mỗi ngày mỗi sáng, vì đó mà dùng vật áo để mà quạt tắt đi, thì càng quạt bao nhiêu thì cái đèn càng sáng rõ lên bấy nhiêu, càng quạt bao nhiêu thì là càng sáng ra, tỏ ra bấy nhiêu. Thì vì đó mà chịu thua mà xuống bạch với Đức Phật. Đến bạch Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng cái đèn này là một vị Bồ Tát cúng dường, cho nên thầy không thể dùng cái sức của thầy để mà tắt được con đèn này được. Câu chuyện đó được lan tỏa ra thì vua A Xà Thế mới lên bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: con mỗi tuần hàng tuần tầm đây hàng tuần lên cúng dường Đức Phật, xe này qua xe kia xe nọ, tại sao Đức Phật không thọ kỹ cho con chứng đắc quả vị Bồ Tát mà bà này, bà ăn xin này chỉ cũng một vịt dầu thôi mà lại được Đức Phật thọ kỹ cho bà này chứng đắc quả vị Bồ Tát? Thì cũng như lời cái này anh Quảng Từ vừa mới kể, Đức Phật mới nói rằng vua đã cúng dường
cho Đức Thế Tôn và chư Tăng rất là nhiều về vật chất. Nhưng mà những vật chất đó không phải là thuộc về sở hữu của vua, mà của tất cả dân chúng, mà vua có cái quyền năng tóm góp lại để đem lên cúng dường Đức Thế Tôn và cầu nguyện là mãi mãi được làm đế vương. Thì cái lời cầu nguyện đó, vua, Đức Vua sẽ nhận được cái sự cầu nguyện đó. Còn cái mặc dù một vị dầu này là nó ít so với vật chất của vua cúng dường, tuy nhiên cái vị dầu này thay vì cái mạng sống và gia tài sự nghiệp của cái bà ăn xin này, nhưng mà bà đã là đem hết cả gia tài sự nghiệp của mình để lên cúng dường Đức Phật. Chính vì vậy mà Đức Phật thọ kỹ cho bà với một tâm thành kỷ nguyện đó. Câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng với cái sự thành tâm chỉ kính mà cúng dường, mà ủng hộ để làm những công việc Phật sự thì chắc chắn là sự việc sẽ thành tựu mỹ mãn. Một lần nữa chúng tôi xin cầu xin quý Phật tử nơi đây với một cái tâm lòng từ bi, hỷ xả, hoan hỷ và vì đạo, vì đời mà ủng hộ, thì một lần nữa xin quý vị hoan hỷ để trợ duyên cho cái buổi tiệc chay cái quỹ này, để cho thầy trụ trì nơi đây sớm được thành tựu cái ngôi chùa để mà hoàn pháp độ sinh ở trên Matsusuka. Nguyện cầu Tam Bảo hằng gia hộ cho quý vị cùng bửu quyến luôn luôn được an lạc hạnh phúc, sống trong ảnh từ quang của Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật.